Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Xin chúc mừng nếu bạn thuộc những con giáp này, vào ngày rằm tháng giêng năm Quý Mão 2023, bạn sẽ vô cùng may mắn. Vào ngày hôm nay, những con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, vận đỏ như son, làm bất cứ công việc gì cũng sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Vào buổi sáng, chỉ cần bạn mở cửa phòng là căn phòng của bạn đã tràn ngập sự may mắn. Bước chân ra đường, vận may bủa vây xung quanh bạn. Bởi vậy, ngày hôm nay, bạn sẽ rất dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và đó là các con giáp dưới đây. Tuổi Dần. Theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Dù có gặp phải khó khăn đi nữa, xung quanh bạn cũng chẳng thiếu người chủ động vươn tay giúp đỡ. Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong ngày này, bạn dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới phù hợp với mình. Có cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng thời bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó, bạn đừng từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái những thành quả tích cực, cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công, bỏ sức, ra ôn luyện kỹ càng. Ngày hôm nay, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ bạn và thật lòng muốn giữ quan hệ với bạn. Hãy cho người đó có thiện cảm và một cơ hội nhé! Tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch cho rằng, trong ngày này, sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Dần. Bệnh dạ dày, huyết áp có dấu hiệu không ổn định, cần chú ý hơn đến lối sống của mình. Chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Khi làm việc, cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra, cần cẩn thận vấn đề đi lại, kẻo dễ bị va quệt xe cộ. Nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Phương diện tình duyên ngày này cũng khá tốt đẹp. Các cặp vợ chồng bao dung và thấu hiểu cho nhau. Vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Gia chủ luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, nên luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Nếu đang độc thân hoặc đơn thân, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới riêng của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, sự nghiệp gia chủ tuổi Mùi nhìn chung ổn định, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mà mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi và suôn sẻ. Bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Chính tài phù trợ, chuyện tài lộc có những điểm sáng đáng mừng. Bạn chăm chỉ suốt thời gian qua nên hiển nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Phương diện tình duyên, người tuổi Mùi còn độc thân biết được đâu là nơi trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương. Sự chân thành của bạn ắt hẳn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động. Với các cặp đôi, quan hệ của hai bạn đang dần được hàn gắn sau những rạn nứt trước đây. Bạn biết trân trọng những gì mình suýt mất đi nên vô cùng trân trọng nửa kia. Ngược lại, nửa kia cũng tìm cách thấu hiểu bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, với những người đã có gia đình thì cần phải kiềm chế cảm xúc nóng nảy của mình nhiều hơn. Nếu không, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cần chủ động trò chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn. Không nên giữ mãi trong lòng hoặc khăng khăng làm theo ý mình. Người tuổi Mùi không nên lao động quá sức trong thời gian này. Nếu không, dễ rơi vào tình trạng lao lực, khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí gây ra tổn thương, khó có thể chữa lành. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nên dành một khoảng thời gian nhất định để rèn luyện sức khỏe. Bạn đã bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa nên không thể coi thường các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.
Ngoài ra, đi lại cần thận trọng, tránh chủ quan lơ là, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào ngày này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Thiên tài ban phúc, người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Nhiều khoản đầu tư tưởng nằm im trước đó bỗng nhiên sinh lời khiến bạn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn đã bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, xém pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Người làm buôn bán biết phát huy thế mạnh của mình nên nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường. Bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Sự bận rộn đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh. Ngày rằm tháng giêng, đường tình duyên hanh thông rộng mở. Nhờ thế mà những mâu thuẫn trong gia đình dần được hóa giải, tình yêu sẽ thăng hoa sau những xung đột, bạn và người ấy dần hiểu và bao dung hơn cho nhau. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp, mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếc rằng, theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 của tuổi Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu giảm sụt đáng kể, có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến bạn quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim, ngày này thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi, kỵ tuổi Mậu Tý, nhâm Tý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!